Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay thì mình muốn nói chuyện với các bạn về một số khu mà mình nghĩ là vô cùng đáng sống ở xung quanh thành phố Seoul và ở khu mà mình hiện giờ đang sống, đó chính là thành phố Suwon. Bắt đầu nhé. Cái nơi đầu tiên ấy thì là cái nơi mà mình thích nhất, đó chính là khu vực quanh ga Suwon. Tại sao? Tại vì ở đây thì đúng thật là một cái ga lớn, có rất là nhiều thứ và vô cùng là tiện lợi. Bạn muốn đi đâu thì cũng rất là dễ dàng vì có KTX này, có các loại xe buýt đường dài, xe buýt cao tốc, rồi có cả xe buýt nội hạt nữa. Thế nên là việc đi lại vô cùng dễ dàng. Nếu mà bạn muốn đi vào Seoul thì cũng chỉ mất khoảng tầm 30 đến 45 phút. Còn nếu mà bạn muốn đi ra những cái nơi mà nó xa hơn, ra bên phía biển hoặc là ra bên phía núi thì cũng đều rất là nhanh. Cái thứ hai mà mình thích ở đó thì chính là có một cộng đồng người nước ngoài vô cùng phong phú. Ở đây các bạn có thể thấy những người cũng như mình là đi du học sinh này, rồi có các bạn sang đây để làm cho các công ty, rồi có các giáo viên tiếng Anh, giáo viên các thứ tiếng nước ngoài, và có cả các bạn du lịch nữa. Rất là nhiều, tại vì ở Suwon thì cũng có một vài cái khu thắng cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận. Ngoài ra thì khu quanh ga Suwon có rất là nhiều những cái nhà hàng mà mình rất là thích, và giá thành thì rất là rẻ. Nó cũng không có gì là khác biệt mấy so với Seoul. Có một cái khác biệt lớn nhất thì là nó hơi nhỏ hơn và nó không trải rộng ra như Seoul. Nên là nếu mà các bạn thích là đi đến nhiều nơi và nhìn thấy những cái cảnh vật khác nhau ấy, thì nó hơi nhàm chán một chút. Nhưng thực sự thì để sống thì cái khu quanh ga Suwon là một cái khu vô cùng thích hợp. Cái thứ hai đó chính là khu Anyang. Cái khu này thì nó nằm ở trên đường từ Suwon cho đến Gangnam. Và cái khu Anyang này thì mình thích là tại vì nó rất là trẻ. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều các tiện nghi mà ai ai cũng đều cần đến, ví dụ như là nhà hàng, rồi bệnh viện, rồi là ga tàu điện, các thứ là đều có. Và cái khu đó thì vô cùng trẻ, vô cùng nhiều các bạn tầm tuổi mình hoặc trẻ hơn. Hầu hết là các bạn trẻ hơn mình khoảng tầm 20 tuổi. Và cái khu đấy thì đúng là thiên đường của giới trẻ. Cái gì, những cái đồ ăn chơi, rồi những cái mà mốt mới thì là đều có hết. Và cái đặc biệt nữa là nó khá là nhỏ, nên là các bạn chỉ cần đi dọc xuống một dãy phố là các bạn có thể tìm thấy hầu hết tất cả các thứ mà mình muốn. Cái khu thứ ba ở đây mà mình muốn nói đó chính là khu Itaewon. Có nhiều bạn nghĩ rằng là trời ơi, khu Itaewon thì toàn người nước ngoài, rồi là nhà hàng Tây, rồi kiểu bar các thứ ấy, thì nó nhộn nhạo này, rồi là nó không có an ninh trật tự, giá thành thì nó lại đắt. Nhưng mà thực ra không phải vậy các bạn ạ. Nếu mà các bạn đi xuống những cái khu ngõ nhỏ thì sẽ có rất là nhiều các loại villa mà nhỏ xinh và được trang trí rất là đàng hoàng, đầy đủ mọi tiện nghi trong nhà, và các bạn chỉ có việc chuyển vào là ở. Ngoài ra thì ở đó các bạn còn được gặp rất là nhiều tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là những người nước ngoài trẻ. Và ở đấy thì có một cái nightlife rất là phong phú. Các bạn có thể đi bar, rồi đi ăn uống những cái nhà hàng đậm chất dân tộc của các nước khác mà các bạn không thể tìm thấy ở Hàn. Thế nên là nếu các bạn ở Itaewon thì các bạn vừa được trải nghiệm cuộc sống Hàn Quốc, lại vừa được trải nghiệm rất nhiều những cái tinh hoa của nhiều nước khác nó trộn lại với nhau. Thế nên mình rất là thích Itaewon. Tất nhiên là phải chú ý một chút, tại vì nó là một cái khu cũng ăn chơi giải trí, nên là về đêm thì nó cũng không được an toàn cho lắm. Nhưng mà không sao, tại vì là không an toàn ở Hàn thì vẫn còn an toàn chán so với nhiều nơi trên thế giới. Vừa rồi thì mình giới thiệu 3 nơi mà mình nghĩ là rất đáng sống. Các bạn có thể tìm hiểu thêm và thì hãy comment xuống dưới nơi nào các bạn muốn sống. Hẹn các bạn lần sau. Bye bye!